dùng hình vẽ bên phải để trả lời câu hỏi khẳng định nào dưới đây là đúng. A. Diện tích A lớn hơn diện tích B. B. Diện tích A bé hơn diện tích B. C. Diện tích A bằng diện tích B. Và D. Diện tích A cộng diện tích B bằng 7 đơn vị. Để kiểm tra xem khẳng định nào là đúng, ấy thì chúng ta cần tính diện tích của mỗi hình A và B. Để tính diện tích của hình A, chúng ta có thể chia nó thành hai phần theo cái đường này. Cái phần bên trái là một cái tam giác có đáy chính là bằng 3 đơn vị chiều dài và chiều cao tương ứng hạ từ đây xuống. Đây là chiều cao tương ứng thì bằng một đơn vị Vậy ta tính được diện tích của nửa bên trái Cái nửa bên phải Thì cũng có đáy Là một tam giác có đáy bằng 3 đơn vị Và chiều cao tương ứng từ hạ từ đây Cũng bằng một đơn vị Ta tính được diện tích của tam giác bên phải Cộng lại được diện tích của hình A Để tính diện tích của hình B Thì ta có thể tính cái diện tích của hình vuông này đây là hình vuông mà có cạnh bằng hai rồi sau đó chúng ta trừ đi diện tích của cái tam giác trên này và tam giác dưới này sẽ được diện tích của hình b sau khi tính được diện tích của hai hình thì mình sẽ kiểm tra các cái khẳng định này xem khẳng định nào là đúng vậy phương án của bạn là gì hãy comment ở phía dưới nhé nếu các bạn đang chuẩn bị thi vào lớp 6 các trường chất lượng cao, hãy comment hoặc inbox để thầy Kiên biết và đồng hành cùng các bạn nhé.